Nhắc đến câu ghen như hoàng thư, chắc hẳn ai cũng cho rằng đó là câu nói dùng để chỉ những người phụ nữ ghen tuông dữ dội một cách mù quáng. Nhưng có thật như vậy hay không? Mở đầu bài viết đánh ghen, lý trí như hoàng thư, mấy ai làm được? Tác giả Nguyễn Nguyễn cho rằng, nếu nhìn nhận khách quan về nhân vật này, tôi cho rằng ghen như hoàng thư phải là câu để chỉ những người phụ nữ đánh ghen một cách lý trí thì chính xác hơn. Như chúng ta đã biết, hoàng thư, Thúc Sinh và Thúy Kiều, ba nhân vật, ba con người với ba cuộc đời khác biệt, tuy nhiên lại cùng giao nhau một cách tréo ngoe trong truyện Kiều, truyện thơ kinh điển của đại thi hào Nguyễn Du. Họ đã cùng tạo nên một trong những vụ ghen tuông khét tiếng, ly kỳ nhất của văn học Việt Nam. Cũng bàn về vụ đánh ghen chấn động truyện Kiều ấy. Thế nhưng, trong video này, chúng ta sẽ cùng thử đảo chiều góc nhìn và phân tích hành động ghen tuông của nhân vật hoàng thư, cũng như ngẫm lại câu nói ghen như hoàng thư. Trước khi bắt đầu, xin lưu ý, thứ nhất, tác giả Nguyễn Nguyễn cũng như Spy Room không ủng hộ hành động đánh ghen. Hy vọng các bạn sẽ tiếp nhận video này với tinh thần vui vẻ, thoải mái là chính, có thêm một cái nhìn mới mẻ, cởi mở về vấn đề này. Và thứ hai, chúng mình vẫn đính kèm link bài viết gốc tại phần mô tả của video. Bạn hãy ấn vào để đọc bài viết đầy đủ, cũng như đối thoại trực tiếp cùng tác giả về quan điểm này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết thôi nào. Hey, bọn mình vừa mới có một thứ mới, đó là mở tính năng membership. Các bạn tham gia chưa? Đăng ký hội viên cùng Spy Room về đội chúng mình để nhận được vô số những quyền lợi đặc biệt các bạn nhé. Sự ghen tuông có thể làm ta trở thành phiên bản tồi tệ của chính mình. Trước hết, bàn về phản ứng khi ghen tuông, tôi nghĩ rằng ghen tuông là hành động có thể khiến ta trở thành phiên bản tồi tệ của chính mình khi chúng ta dễ mất lý trí và hành xử một cách thiếu kiểm soát. Chẳng hạn, tôi có một cô bạn học đã lấy chồng từ cách đây nhiều năm. Cứ 1-2 năm trở lại đây, cứ dăm bữa nửa tháng, cô lại đăng status chửi chồng vì ghen một lần. Từ bóng gió xa xôi cho đến mắng chửi trực diện. Chẳng cần phải dò hỏi lân la, đám bạn học chúng tôi ai ai cũng biết vấn đề của vợ chồng cô ấy có liên quan tới một người phụ nữ thứ ba khác. Tại sao người ta lại thường xuyên khoe ra những thứ không tốt đẹp của bạn đời, người gần gũi nhất của mình, nếu không chỉ vì ghen làm mất lý trí? Thật tình, tôi không thể lý giải được. Bà nội tôi cũng là một người nổi tiếng về ghen tuông. Kể cả khi bà đã hóa thành người thiên cổ từ lâu, ký ức về người mẹ gần như dành một nửa cuộc đời để đánh ghen vẫn in sâu trong tâm trí cha và cô chú tôi. Ông nội vốn là người lái xe lam. Những năm 60-70 ở Huế, xe lam là phương tiện di chuyển chính. Cho nên, chỉ với một chiếc xe, ông tôi đã nuôi sống cả gia đình 10 người. Tôi không biết liệu ông có người khác hay không, nhưng qua lời kể của cô tôi thì bà đã dành rất nhiều thời gian, tâm sức để đi tìm bằng chứng chồng mình ngoại tình. Hình dung trong tôi là một người phụ nữ trẻ, trong tay lăm lăm con dao cùng bịch ớt bột đi khắp ngõ ngách để rình mò chồng mình. Hình ảnh ấy hiện ra với tôi có chút đáng sợ, đáng thương và cả thật đáng buồn cười. Trên thực tế, mọi người trong gia đình nội tôi đều có xu hướng ít biểu đạt tình cảm và tất cả cô chú tôi đều lập gia đình rất muộn. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng sự thiếu quan tâm đến con cái của bà do quá để tâm vào việc ghen tuông đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của các bậc cha chú của mình sau này. Bản thân tôi cũng có một trải nghiệm không mấy vui vẻ. Tôi vẫn nhớ cái lần mình vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn của cậu bạn trai cùng một con nhỏ khóa dưới. Cô gái đó thậm chí còn để ảnh đại diện trên Facebook là hình cậu bạn trai tôi. Lúc nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi chỉ biết im lặng và khóc thầm. Cuối cùng, khi không thể tiếp tục khóc như một con ngốc, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với bạn trai mình. Sau cuộc nói chuyện của chúng tôi, cô gái kia gỡ avatar và thay bằng một hình ảnh khác kèm status trách móc. Thú thật, cô ấy viết gì thì giờ tôi không nhớ nổi. Chỉ nhớ là sau đó không lâu, tôi cũng quyết định kết thúc mối quan hệ yêu đương với bạn trai mình. Dù sao thì, tôi cũng còn trẻ. Tại sao phải dành những năm thanh xuân cho một người không toàn tâm toàn ý với tôi? Giờ nhắc lại nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bản thân tôi ở giai đoạn đó vừa hằn học, vừa bi lụy, vừa yếu đuối. Có lẽ tôi phiên bản ghen tuông đó là phiên bản mà tôi tự thấy chán ghét mình nhất. Vậy còn bây giờ, nếu mà ghen tuông thì sao? Tôi mong mình sẽ có một chút ngầu của hoàng thư, bởi hoàng thư đã đánh ghen một cách thật lý trí. Hoàng thư đã đánh ghen một cách lý trí như thế nào? Trước hết, tôi không cổ suý cho việc đánh ghen theo nghĩa đen, tác động vật lý lên người khác. Đồng ý là trong truyện có chi tiết hoàng thư đã mượn tay nhà mẹ đẻ để đánh nàng Kiều tơi bời trước khi biến Kiều thành người ăn, kẻ ở trong nhà.
Nhưng đánh ghen mà tôi muốn phân tích ở đây là đánh vào mặt tinh thần, không cần tác động vật lý đến ai. Đó cũng là kế mà Hoàng Thư sử dụng xuyên suốt trong những ngày tháng ghen tuông của mình. Vậy, cách Hoàng Thư đánh ghen đó có gì mà đáng học hỏi? Thứ nhất, giữ thể diện cho chồng. Theo tiêu chí ngày xưa, thì cuộc hôn nhân giữa Thúc Sinh và Hoàng Thư không thực sự môn đăng hộ đối cho lắm. Tuy Thúc Sinh thuộc nòi Thư Hương, nhưng làm sao sánh được gia thế vốn dòng họ Hoạn danh gia, con quan lại bộ. Ấy thế cho nên, ngay khi nghe người đời bàn tán về việc Thúc Sinh lén lút sống chung với Thúy Kiều sau lưng mình, từ khi vừa mới thêm hoa, miệng người đã lắm, tin nhà thì không. Hoàng Thư đã ý thức được thân phận cao quý của bản thân mà giữ vững tâm niệm. Dạ gì chẳng giữ lấy nền, hay gì mà được tiếng ghen vào mình. Dù rằng ngứa ghẻ hờn ghen, lửa tâm can dập càng nồng, nhưng Hoàng Thư vẫn nén nỗi lòng kính chẳng ai hay và tỏ ra như không có chuyện gì, ra vào một mực nói cười như không. Thậm chí, khi gia nhân mách tin ông chủ đã có vợ lẽ, Hoàng Thư liền ngay lập tức nổi giận răng đe. Chồng tao nào phải như ai, điều này hẳn miệng những người thị phi. Rõ ràng, trong tình huống bị phụ bạc như trên, chẳng mấy ai đủ lý trí để giữ cho gia đình trong kính ngoài êm và giữ thể diện cho chồng như vậy. Cực hiểm nhưng không cực độc. Chắc hẳn không một cô vợ nào táo bạo đến mức nuôi nhân tình của chồng trong nhà, để rồi cho anh ta đau khổ vật vã đến lúc vơi nỗi nhớ thương, rồi mới cho họ đoàn tụ trong một hoàn cảnh không thể ê chề hơn. Khoảng một năm sau khi nghỉ Thúy Kiều đã về trời, Thúc Sinh mới nguôi ngoai và nhớ đến việc về nhà hàn huyên với vợ. Nhưng khi vừa trở về, Hoàng Thư lại dành tặng chồng một điều bất ngờ khiến cả hai tá hỏa tâm tinh. Nàng Kiều giờ đây đã thành hoa nô trong nhà. Thúc Sinh và Kiều gặp nhau mà chỉ biết ruột gan rối bời, chẳng thiệt người đối diện là thật hay ma quỷ. Đặc sắc phải kể đến màn tiệc đón chồng mà Hoàng Thư đã bày ra do chính Kiều hầu rượu. Sinh dù đau lòng cũng phải im như hến bởi há miệng mắc quai. Cuộc gặp ba người nhưng ở ba vị thế khác nhau, Hoàng Thư đã tự chọn cho mình vị trí khán giả trong vở kịch oái oăm ấy. Vừa để xem thái độ của chồng mình dành cho Tiểu Tam, vừa để Kiều biết người đàn ông ấy hèn đến mức không thể ra mặt bảo vệ mình. Cay độc nhưng không thể tàn ác, không dùng dao vẫn khiến cả chồng và tình nhân sát thương cực độ. Cách xử sự của Hoàng Thư đã khiến Kiều tự kinh sợ mà rút lui. Chưa cho tình địch một con đường lui. Mặc dù ghen tuông là thế, nhưng Hoàng Thư vẫn có lòng trắc ẩn và thương cảm cho Kiều. Là một người được học hành đầy đủ, Hoàng Thư cũng biết yêu cái đẹp, trọng người tài. Nàng thậm chí còn khen Kiều trước mặt chồng như hoa nô đủ mọi tài, khoe rằng bút pháp đã tinh, nghìn vàng thực cũng nên mua lấy tài. Liệu có mấy ai khen ngợi tình địch trước mặt chồng như thế? Đây rõ ràng là một bản lĩnh hiếm có, khiến người chồng Thúc Sinh vừa nể vừa sợ. Việc bố trí cho Kiều ra quan âm cát viết kinh thực ra cũng là một nước cờ cao tay. Một là vì nguyên cớ thương người tài như đã nói ở trên, hai là để cách ly một cách có kiểm soát Thúc Sinh với Thúy Kiều. Phép thử cuối cùng là Hoàng Thư giả vờ về nhà vấn an mẹ đẻ, nhưng thực chất là thăm dò động thái của chồng và tình nhân. Đúng như tính toán, biết vợ không có nhà, Thúc Sinh liền lẻn ra tình tự với Kiều. Hoàng Thư vốn dĩ đâu có đi vấn an, nàng đang đứng nhón chân hỏng chuyện đó thôi. Sau khi kiên nhẫn đứng nghe chồng và tình địch tâm tình, mãi cho đến khi Thúy Kiều bày tỏ ý định trốn chạy và Thúc Sinh quyết định dứt tình. Liệu mà cao chạy xa bay, ái ơn ta có ngần này mà thôi. Hoàng Thư mới xuất hiện, nàng vờ như không hề hay biết, đàng hoàng vui vẻ chào hỏi hai người rồi khoác tay chồng về nhà. Việc còn lại chỉ là tạo sơ hở để Thúy Kiều bỏ trốn mà thôi. Rõ ràng trong cả quá trình đánh ghen, Hoàng Thư tuyệt nhiên làm như không hề hay biết về mối quan hệ của Thúy Kiều và Thúc Sinh. Vậy mà vẫn khiến đối phương kinh hãi nhưng vẫn nể phục. Chính Thúy Kiều cũng phải kinh ngạc mà thừa nhận. Thực tàn bắt được giường này, máu ghen ai cũng châu mày nghiến răng. Thế mà im chẳng đãi đằng, chào mời vui vẻ, nói năng dịu dàng. Nhìn nhận một cách công bằng, Hoàng Thư vốn cũng chỉ là một nạn nhân của cảnh đa thê. Dù nàng có đủ nhan sắc, danh vọng, phú quý, nhưng cũng chẳng thể tránh được cảnh chồng bao nuôi người phụ nữ khác bên ngoài. Đó là thời đại ngày xưa, chứ nếu ở hiện tại, với một người phụ nữ bản lĩnh và có đủ năng lực như Hoàng Thư, thì có lẽ nàng sẽ chẳng thiết tha một người chồng hèn kém như Thúc Sinh. Sau khi nhận ra thói phụ bạc của người chồng, tiếc chi mà không cho người đàn ông đó một bài học rồi chấm dứt mối quan hệ và tự tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình. Còn bạn, bạn nghĩ sao về video vừa rồi? Bạn có nghĩ ghen như Hoàng Thư là mù quáng hay lý trí? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết nha. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung thú vị khác lần sau. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi.
Bye.